Muốn xin chào các bạn đến với Yamaha Thao May Mạnh, địa chỉ là 1425 khu phố An Bình, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Thì hôm nay muốn giới thiệu các bạn là một siêu phẩm đang hot và cực kỳ khan hiếm tại thị trường, đó là BZ1 của Yamaha Moto Việt Nam. Thì con này thì Quân mới nhận được hàng. Thì muốn giới thiệu chi sơ bộ và tổng quan về cái xe này để các bạn nắm ha. Thì con này nó là mang phong cách hơi hướng cổ điển, là sử dụng động cơ 4 kỳ 2 van SOHC. Thì con này nó làm mát bằng gió. Dung tích xi lanh của nó là 113,7 cc. Theo mình biết á, thì con này sử dụng động cơ của Sirius FI được tinh chỉnh lại, nên cái mô men xoắn của nó cũng cao hơn. Thứ nhất, thứ hai thì nó chạy sẽ bốc hơn nhờ cái phân bổ từ kéo của nhông sinh dĩa. Nhông trước là 13, còn cái dĩa là 40, nên các bạn xích đề 3 của số 1 rất là mạnh. Phục trước á, là phục kép, dòm nó cổ điển nhưng mà rất là chắc chắn. Hệ thống phục rất là êm nên các bạn, rất là mềm. Rồi đĩa trước thì sử dụng là phanh đĩa. Phanh trước là sử dụng phanh đĩa một bít tông các bạn, còn phanh sau là sử dụng phanh tăng trống. Ngay cả vấn đề về chi tiết của chân thắng nè, cũng dòm rất là hầm hố. Gác chân cũng vậy. Và về phần tay lái thì có một số điểm tiệm cận với mô tô phân khối lớn. Thứ nhất là cái nút ngắt động cơ, thứ hai là đèn hazard, công tắc đèn hazard khi mà bạn đi phượt á, trong trời tối hoặc là trường hợp mà khẩn cấp á, thì mình sẽ sử dụng nút đó. Hai nữa là nút bassin nằm ở cùm tay la công tắc ở bên trái các bạn. Bình xăng của con này thì dung tích của nó là 5,1 lít, thì với mức tiêu hao nhiên liệu là 1,69 lít trên 100 km. Thì đổ đầy bình thì con này là đi hơn được 300 km. Chẳng hạn từ Tây Ninh mà đi tới Phan Thiết thì các bạn chỉ đổ cần một lần là được rồi, cực kỳ tiện lợi, đỡ phải đổ nhiều lần, mất thời gian. Thì cái đèn hậu phía sau thì nó cũng giống như là của XX155 của Yamaha, nhưng mà giờ muốn theo muốn dòm thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Là sao? Dòm thì nó cứng cáp hơn. Lớp con này thì sử dụng là lớp to bản các bạn, thông số lớp là 90-116 inch. Thì lớp gai đi địa hình rất ok, mà đi đường trường thì cũng ổn, không có cảm giác mà bị dằn sóc. Mình mở yên á, thì vị trí mở yên á là ở sau này, còn vị trí này thôi. Dụng cụ theo xe thì chỉ có đầu vít, cái vít nắp bình xăng thì ở đây, các bạn có thể để áo mưa nhỏ nhỏ trong đây được. Đối với Huấn thì dòng xe này là được Yamaha Moto Việt Nam phân phối với giá chính hãng, giá đề xuất là 31 triệu, thì cực kỳ hợp lý. So với thị trường Thái Lan là 65.000 bạc, tương đương là khoảng 45 triệu Việt Nam, thì chênh lệch là tầm khoảng 14 triệu. Nếu mà các bạn mua con này với giá đề xuất chính hãng là 31 triệu, rồi mua full phụ kiện chính hãng gắn lên nữa, thì vẫn là hời hơn so với là dòng xe Thái, đúng không? Việt Nam được ưu đãi rất nhiều từ Yamaha của Nhật ha. Thì các bạn nếu mà có nhu cầu tham khảo xe hoặc là cọc xe mua xe này thì cứ liên hệ với Yamaha Thao May Mạnh qua số điện thoại cũng để phía dưới ha. Về xe này á, qua clip này thì các bạn vui lòng để comment ha, Quân sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của May Mạnh, cảm ơn rất nhiều. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ cho Yamaha Thao May Mạnh, để có động lực để tạo thêm nhiều video để gửi các bạn về những dòng xe trong tương lai nếu mà Yamaha Moto Việt Nam có ra mắt nha. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều.